chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Tuần của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong năm vừa qua thì quý vị khán giả đã đồng hành cùng với ekip thực hiện chương trình qua mỗi số phát sóng. Chương trình xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Trong năm 2019 thì Món Ngon Mỗi Tuần hứa hẹn sẽ đem đến cho quý vị khán giả những món ăn ngon và những món bánh thật là hấp dẫn để quý vị khán giả có thể trải nghiệm cùng chương trình. Xin cảm ơn một lần nữa ạ. Trong chương trình hôm nay thì Món Ngon Mỗi Tuần sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả món bánh nào đây. Thì sau đây thì Hồng My sẽ hướng dẫn cũng như là giới thiệu cái món bánh đến quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Anh Thảo. Chào Hồng My. Hôm nay Hồng My xin giới thiệu đến các bạn cách làm su kem hình thiên nga. Với cách làm và cách thực hiện giống như là số trước Hồng My đã giới thiệu các bạn cách làm. Hôm nay Hồng My xin giới thiệu phần thực hiện tạo hình và đánh kem. Có nghĩa là cái phần bỏ bánh thì Hồng My đã giới thiệu trong cái số phát sóng trước rồi đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hiện cái phần kem Hồng My ha. Không biết là với phần kem của món bánh thì mình sẽ cần những nguyên liệu gì Hồng My? Với phần kem mình thực hiện đơn giản, mình sử dụng kem kem sữa tươi để mình đánh thôi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện phần kem. Đầu tiên mình tạo hình của vỏ bánh trước. Sau đây thì Hồng My xin hướng dẫn các bạn thực hiện phần vỏ bánh. Chúng ta sẽ bóp cái phần bột khoảng cỡ bao nhiêu hả My? Mình bóp khoảng vừa tròn hơn bánh, mình kéo nhẹ phía sau để mình tạo phần đuôi hình con thiên nga. Vậy là chúng ta vừa thực hiện xong cái phần thân của con thiên nga, bây giờ mình làm gì nữa không đi? Sau khi mình thực hiện phần thân thiên nga, mình tiếp đến là mình tạo hình phần cổ của con thiên nga. Mình sử dụng một túi tam giác và mình cho một ít vỏ bánh vào. Mình tạo hình số 2 như thế này. Rất đơn giản thưa quý vị, với phần cổ của con thiên nga thì chúng ta chỉ cần nặn phần bột thành cái hình số 2. Anh Thảo nghĩ là với những cái thao tác đơn giản này thì khi mà mình làm bánh ở nhà thì các bé có thể tham gia cùng với phụ huynh để làm đúng không My? Dạ đúng rồi. Rất là đơn giản và rất là dễ thương thưa quý vị. Thì chúng ta vừa thực hiện xong cái phần tạo hình cho vỏ bánh, tiếp theo là mình sẽ làm gì thưa My? Sau khi mình tạo hình xong, mình bắt đầu đem nướng. Mình nướng với nhiệt độ 180 độ trong vòng 30 đến 35 phút. Còn với phần đầu thiên nga thì mình nướng khoảng từ 10 đến 15 phút là mình có thể lấy ra được. Rồi, thì trong khi mình cho phần vỏ bánh vào lò nướng thì mình sẽ làm phần gì? Trong khi chờ bánh chín thì mình thực hiện đến phần nhân của bánh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho phần này vào lò nướng ha. Dạ. Để làm phần kem bánh thì mình thực hiện thế nào mi? Mình sử dụng kem sữa tươi. Kem sữa tươi khoảng bao nhiêu ha? Mình cho khoảng 200ml là vừa được. 200ml kem sữa tươi. Mình đánh cho kem bông đều là được. Bánh của mình cũng đã hoàn thành xong phần nướng và mình cũng đã đánh kem xong rồi. Thì bây giờ
chắc là mình sẽ bơm kem vào bánh đúng không? Dạ. Sau khi mình thực hiện các bước xong, bây giờ đến phần mình cho kem vào bánh. Mình cắt cái phần phía trên của bánh ra để mình bơm nhân vào. Sau đó mình cắt đôi phía trên để mình tạo phần hai bên cánh của con thiên nga. Thảo nghĩ là với cái món bánh hấp dẫn này thì các bé có thể cùng với lại phụ huynh thực hiện trong gian bếp của gia đình, và các bé sẽ đảm bảo rất là thích thú với cái phần tạo hình của con thiên nga. Chúng ta cứ bơm đầy kem vô bụng con thiên nga là được ha Mi ha. Dạ. Mình có thể bơm nhiều ít tùy thích theo sở thích của mình. Rồi sau khi bơm kem rồi bây giờ mình làm gì? Sau khi bơm mình bắt đầu gắn phần cánh của nó lên. Rồi mình gắn cái phần đầu lên. Ờ rất là dễ thương, cái con thiên nga đã hình thành rồi kìa. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cái phần thực hiện món bánh su kem thiên nga đúng không Hồng My? Quý vị khán giả thân mến, thì với món bánh su kem thiên nga thực hiện rất là đơn giản. Vào mỗi dịp cuối tuần thì quý vị có thể cùng với lại các bé thực hiện ở trong gian bếp của mình để các bé có những trải nghiệm thật là thú vị về cách thực hiện món bánh su kem thiên nga cũng như là những món bánh khác mà chương trình sẽ giới thiệu với quý vị trong năm 2019 này. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Mọi thư từ đóng góp cho chương trình xin quý vị hãy gửi về địa chỉ chương trình Món Ngon Mỗi Tuần, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, số 322 đường 10 tháng 4, thành phố Tây Ninh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.